Rồi, xin chào cô chú anh chị em ha. Tiếp tục buổi chiều ngày hôm nay nha cô chú anh chị em. Đó. Buổi chiều ngày hôm nay là ngày 3 tháng 6 nha cô chú anh chị. Đó. Em cũng có về ba con nữa nha anh chị, ba con lỡ nữa nha. Đó. Nói chung ba con lỡ em vô đâu hết luôn ba con cũ của em luôn nha, cho anh chị mình dễ hình dung nha. Con này con ba bay bông anh chị, con này chiều cao nó mét ba mấy rồi anh chị ạ. Con này xương rất là lớn nha anh chị. Con này cái đòn quá dài luôn anh chị. Đó, cái tả đít đó nè. Ồ con này cái dạng nó lớn con anh chị nha. Được không? Đi. 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 Chắc á. Ồ con này rất là lớn nha anh chị. Con này con lẻ nha anh chị. Để cho em về con này bự với hai con kia nó thiếu hơn chút nha. Thì nhỏ hơn cao mét 3 với con mét hai mấy anh chị. Con này lớn quá trời lắm. Bò tầm cũng đỡ, chưa có thuốc mồi nhiều nha anh chị. Chỗ này dù anh chị nào mình nuôi ngắn ngày thuốc mồi lên nữa. Ồ con này với thằng tạ nó khỏi nói anh chị thấy không? Quá lớn luôn, đòn rất là dài, xương trụ thẳng đó nha anh chị. Con này cũng pha cũng bao bê muối tiêu nha anh chị, muối tiêu cũng vừa ha. Ừ, quay đứng xa mới quay hết bò anh chị ha. Dàn xương nữa nè, dàn xương là cùng chân thẳng đứng nha anh chị, cổ con hút à, đó. Cô giái đủ quyền, cô giái là hoàn chỉnh anh chị ha. Quá thật đứt con chị, quá là lớn luôn anh chị, bò này cái bản như như bản voi anh chị, thật đứt nói em. Ừ, bò chủ trưa bắt về nấu anh chị, về ăn xác mì chứ sợ luôn, ăn rơm ăn... Bò nói chung họ thiếu nuôi anh chị ha. Đó, anh chị nào có nhu cầu bắt con lẻ này bán con lẻ riêng lẻ nha anh chị. Đó, con lẻ này bán cho anh chị 31 triệu nha anh chị. Cao 1 mét 30 mấy rồi anh chị. 31 triệu giá chốt tại chuồng của em nha. Đó, anh chị mình xem giúp con lẻ cho em nha. Bò này khuôn vỏ ngày bò tầm cũng 17 18 tháng nó lên nha anh chị chứ không có dưới nha. Rồi cái con này cũ còn lại của em nha. Đó. Bò này dỗ cũng khỏi dỗ cũng mau lên chị ạ. Bù đất u lu anh chị. Dàn lưng nó hở dữ lắm nha anh chị. Đó. Anh chị mình xem xét cái lô bò lại giúp em nha. Ừ con bò này. Cái lưng anh chị mình thấy không? Ừ cái lưng đùi vai rất là hở nha anh chị. Đó bò này còn lại của em nè. Đó. Em có về con này nè anh chị thấy không? Con này chiều cao là 1m3 nha anh chị. Đó. Con này chiều cao 1m3 nha, con đen nha. Đó em để vô cặp nha. Đó anh chị mình dễ chọn lựa luôn ha. Con này cái đòn quá dài luôn chị ạ. Đòn rất là dài nha. Con này dàn lưng đồ cũng hơi hơn hở cho anh chị chứ không hở luôn nha. Đó. Dàn lưng nữa nè, nó cũng hở bự chứ không phải là dạng ấp 2 nha anh chị. Nó là lưng một lưng anh chị ơi, cổ rô nha. Đó, đứng xa đang quay nè, tại đứng gần quay chi tiết cho anh chị mình dễ hình dung nha. Đó. Ừ, cái dàn lưng đó anh chị thấy không? Lông da nó sắc rạp anh chị ơi. Cái tà đít nó đây đít rất là bự nha anh chị. Cơm về con đó với con này với con giữa đằng kia anh chị. Đó. Đó chị con này em ráp với con này anh chị mình coi đúng đôi không nha, đúng đôi mình bắt này về nuôi cho anh chị ha. Con là lông da rất là bóng anh chị ha. Chung bò này giờ cũng đang dỗ lên anh chị ơi. Đó, nó về mà cám sắc mì nó ăn sạch bách hết anh chị thấy không? Bò này dễ ăn anh chị. Răng là chưa có thai nha. Có anh chị mình bắt ráp con này con muốn tiêu của em cũng được nè. Con này đều đều với nhau nè. Được không? Đít đùi luôn anh chị. Bò này dỗ tóc hành luôn anh chị ha. Đó, anh chị thôi. Chị dầm hai con này còn nó nó vô đầu được xứng xứng anh chị bắt cặp này em ha. Được không? Đi. Bò này mua lần là 6 mấy triệu anh chị. Bò này cặp bò này chưa tới 60 triệu nha anh chị. Chưa tới 60 triệu cái cặp bò này nha anh chị. Chiều cao là
con này là mét 3, con kia cũng mét 27 anh chị, con kia nó tại lưng nó hơi ảnh ảnh lưng chút xíu nha. Đó anh chị mình dành chung mấy con bò lưng đôi nó hơi cong nha, còn mấy con mà nó thẳng đòn nó cao anh chị ha, thì sao nó có hơn ta. Đó hai con này á, chị là chốt hai con này luôn, bắt con này về nuôi ngắn ngày anh chị ơi. Đó, chốt giá tại chuồng luôn anh chị, 58 đi cặp luôn nha anh chị. Nói chung bắt cái giá con nó nói chi anh chị mình nó nói ha. Đó, anh chị mình xem xét với anh nha. Con bò lẻ đầu là 31 triệu nha anh chị. Đó, con này 5 cặp thì 58 triệu nha. Rồi, cái con này là cũng bò còn lại của em nha. Đó, em về con này nữa nè. Anh chị thấy không? Con này nó cứng bò con này chút xíu ha. Nói chung bò này dàn đùi đít nó đặc anh chị ha. Đòn rất là dài, nó cứng bò anh chị. Đó, em đưa cho con này ăn cặp nè anh chị mình coi dòm coi còn xứng xứng bò bắt cặp này vậy ha. Đó. Con này cũng cũng lưu đó anh chị ha. Đó. Con này cái đòn đòn nó dài, đùi nó đặt bò anh chị, đồ đóng chữ C anh chị. Đó, đồ đóng sâu anh chị. Chân cẳng là hoàn thiện nha anh chị. Đó. Anh hàng đó. Nói về mà là làm hàng đó, anh quay nội quay cho đây. Anh chị mình dễ hình dung cái dàn chân đó ha. Đó, đứt tới đây. Dàn đùi đóng rất là sâu nha. Con bò này rất là da rất là mỏng nha. Đó, nói chung mấy con bò này em lên clip con này là da con nào rất là mỏng anh chị, lông nhuyễn ha. Bò này chiều cao cũng tầm mét 27 đổ về nha anh chị. 27 đổ về nha. Bồn nhà là 34 kg nha chị. Có 34 kg nha. Đó, quay cận kẽ cho anh chị mình ha. Con này đít về sau đóng đít dữ lắm nha anh chị. Đó, càng đít nữa đóng khỏi phải nói luôn nha. Nó y cái hình chữ U luôn anh chị ơi. Con này con mới đây, nó còn lằn quằn đây. Đó. Rất là bóng bò luôn. Đi cơ. Đi. Dỗ cũng lẹ nha anh chị. Đó, chiều nay em lên mấy cái đôi bò anh chị mình dọn coi có hợp nhãn cái cặp nào liên lạc với em ha. Rồi, chốt giá cho anh chị mình luôn nha, nhanh gọn lẹ nha. 53.500.000 cho cặp này nha anh chị. 53 để cho cặp này nha. Đó, anh chị mình lại giúp em ha. Rồi, cái con lẻ của em. Đó, con lẻ cuối cùng qua của em bữa em nói bữa em báo 25 triệu anh chị mình xem xét với em lại nha. Cũng như bao xe khu vực Củ Chi thôi, bớt cho anh chị mình luôn 24 triệu nha. Đó. Anh chị mình có làm luôn ha. Còn ở xa là gì? 24 triệu nha, bao xe khu vực Củ Chi cho anh chị mình luôn nha. Bò này chiều cao lắm nha, cao lắm nha anh chị. Cũng mét 27 đổ về ha. Chị con. Con nào lép? Con có trứng rồi hả? Thì nó nhìn dễ coi không? Tắt cái cho em quay điện lại cho, tắt cái bên quay điện lại cho. Đó, cái con này con lẻ nha anh chị, con lẻ cuối cùng nha anh chị. Đó. Chốt giá anh chị mình luôn nha, 24 triệu nha anh chị ha. Chiều cao cũng mét 27 nha anh chị. Bò tầm cũng đang dẻo bò đang lên ha. Tại nãy có kẹt điện thoại em điện nên em nghe đó. Anh chị mình thông cảm ha. Đó. Bò khung tạc rất là lớn anh chị. Đó. Cặp này 53 triệu rưỡi nha anh chị. Đó anh chị mình xem xét giúp mấy đôi bò giúp em nha. Bò này vỗ ngắn ngàn vậy ha. Vỗ lẹ nha anh chị. Nói chung bò này dỗ từ cuối năm nay anh bán ra được rồi, nguyên cái lô luôn. 24 triệu với cặp 53 thì anh chị. Cái cặp này là anh chị thấy không, mua lần đôi này là phải sự ngoài 60 anh chị, thấy giờ mới giờ còn có năm mấy triệu, chưa tới 60 triệu anh chị thấy không. Cặp này 58 triệu nha anh chị. Đó, đùi đít ú lưu anh chị ơi.
rồi dễ ăn chị, cám lớn rồi bỏ vô ăn ngon lành, chân cẳng rồi hoàn thiện nha anh chị. Đó, anh chị mình xem xét cái đầu bò giúp em nha. Bò này phun thành rất lớn nha anh chị. Cái miếng mắt nó có hai, có miếng một cốc nè anh chị thấy không, cái một cốc á đó. Đó cái đó để không cọt cổng rồi anh chị. Bò đòn quá là giòn vàng chị ha. Em bên xa anh quay buồn với anh Dung nha, tướng tá đồ đích nó u lưu anh chị. Nhà mông anh chị thấy không, con này nè không có tiêu nè, quá là cặp bò luôn. Và anh chị nào thích cái mẫu cặp ba bê nào của ngày liên lạc giúp tặng nha. Con này 31 triệu nha anh chị, con này rất là khủng luôn nha, lớn lắm nha anh chị, mét 3 mấy nha anh chị. Quá biết luôn. Rồi, rồi ưng cái nào giúp liên lạc với em nha. Cũng nhớ cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh giúp em nha anh chị. Đó. Mấy cái lô nhỏ qua em bán hết anh chị, còn tấm lóc chuồng hết rồi. Còn cái lô này mau về mau là lên lên chị, đó chứ mấy con này nè. Đó anh chị mình xem lại cái mẫu bò giúp em nha. Đó. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều nha. Hẹn cô chú anh chị mình clip ngày mai nha.